Tỉnh Vĩnh Long hiện có 65 di tích được xếp hạng, trong đó 11 di tích cấp quốc gia và 54 di tích cấp tỉnh. Công tác bảo vệ di vật cổ vật được quan tâm chú trọng. Toàn tỉnh có trên 10.000 di vật cổ vật ở các di tích đã được lập danh mục và hướng dẫn bảo quản. Bảo tàng Vĩnh Long hiện lưu giữ trên 27.000 tư liệu hiện vật, trong đó có một hiện vật là tượng thần Vishnu được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018. Có hai di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là lễ hội truyền thống Lăng Ông Tiền Quân Thống Chế Điều Bác Nguyễn Văn Tồn và nghề làm tàu hủ kỳ. Theo Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, sau 20 năm luật di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, ngày càng được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, góp phần thu hút du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.